đây 64 năm về trước, tại lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, Bác Hồ đã đến thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những lời Bác dạy suốt 64 năm qua mãi mãi còn nguyên giá trị, soi sáng con đường đi lên trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia liên hoan tìm kiếm tài năng nghệ thuật thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2022, em xin gửi tới quý thầy cô một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la. Bác Hồ người là tình yêu thiên tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác thương màn đêm giá lạnh, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam.